Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định chú trọng chăm sóc bảo vệ rừng. Bắc Ninh triển khai xây dựng bức phù điêu nghệ thuật theo dòng lịch sử và văn hiến Bắc Ninh Kinh Bắc. Trường tiểu học Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xã hội hóa hàng trăm triệu đồng xây dựng phòng học. Nam Định huy động được trên 8 tỷ đồng ủng hộ vào quỹ vì người nghèo. Thái Bình có trên 90% bệnh nhân đỡ và khỏi khi điều trị bằng y học cổ truyền. Nguy hại rác thải thủy tinh trên địa bàn thành phố Hải Dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Những năm gần đây, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên có nhiều diện tích chuyển đổi đất lúa sang trồng rau màu cho hiệu quả cao. Đặc biệt các diện tích ươm cây rau giống mang lại thu nhập khá cho người dân nơi đây. Hiện nay, toàn xã Thiện Phiến có gần 100 hộ chuyên trồng rau giống để bán, tập trung nhiều ở thôn Toàn Tiến và thôn Diệt Pháp. Thời điểm này, đang vào vụ ươm và bán cây rau giống, phục vụ sản xuất vụ đông. Mỗi ngày bà con xuất ra thị trường hàng ngàn cây rau giống các loại như su hào, cải bắp, súp lơ, cải thảo, cà chua. Giá bán từ 40 đến 60 nghìn đồng cho 100 cây giống tùy loại. Nhờ kinh nghiệm cùng kỹ thuật canh tác lâu năm, chất lượng cây giống ở đây luôn đồng đều, sạch bệnh, mang lại thu nhập khá cho người dân, trung bình thu lãi trên 30 triệu đồng một sào một năm. Vụ đông năm nay, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phấn đấu gieo trồng 2.550 ha cây rau màu các loại. Trong tổng số gần 2.350 ha cây rau màu vụ đông đã gieo trồng, diện tích hành gần 1.500 ha, cà rốt gần 350 ha, dưa các loại hơn 150 ha. Các xã gieo trồng được nhiều diện tích như Nam Trung, Nam Chính, Quốc Tuấn, An Lâm để đảm bảo cơ cấu cây trồng và hiệu quả sản xuất. Ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền vận động nông dân quy vùng sản xuất theo hướng hàng hóa. Tại thời điểm này, tiếp tục tạo điều kiện cho nông dân gieo trồng những loại cây còn thời vụ, nhất là đối với những cây ưa thời tiết lạnh. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn biện pháp chăm bón diện tích đã gieo trồng, theo dõi chặt chẽ sâu bệnh trên cây vụ đông để có biện pháp xử lý kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng, thực hiện tốt việc điều tiết nước tưới, không để bị khô hạn, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây rau màu vụ đông. Những ngày vừa qua, bà con nông dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiến hành trồng khoai tây cho kịp khung thời vụ. Trong tổng số gần 2.300 ha cây vụ đông của huyện Quế Võ, cây khoai tây giữ vị trí là cây chủ lực chiếm gần trên 70% diện tích, chủ yếu là các giống chất lượng cao, sạch bệnh như Maraben, KT2, tập trung ở các xã Bằng An, Việt Hùng, thị trấn Phố Mới, Nhân Hòa, Bồng Lai. Để sẵn sàng cho một vụ đông đầy thắng lợi, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện đã tích cực hỗ trợ nông dân về kỹ thuật trồng chăm sóc khoai tây, nhất là nhân rộng các mô hình tự sản xuất khoai tây giống, bảo quản trong kho lạnh nhằm cung cấp nguồn giống ổn định cho các hộ trong huyện và các vùng lân cận. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có cơ chế khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, mở rộng diện tích khoai tây chuyên canh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Phấn đấu hình thành 10 vùng sản xuất khoai tây an toàn vào năm 2020. Hiện nay, diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang có sự thay đổi mạnh về cơ cấu. Các loại cây có giá trị kinh tế cao đang thay thế dần các loại cây đã giảm năng suất. Đây là bước đi phù hợp với định hướng chung của ngành nông nghiệp, hướng tới sản xuất hàng hóa có giá trị cao và bền vững. Theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh sẽ từng bước mở rộng diện tích trồng cây ăn quả đạt trên 7.500 ha. Bám sát quy hoạch chung này, các huyện, thành phố đã và đang xây dựng quy hoạch cụ thể, trong đó chú trọng đầu tư phát triển cây ăn quả, coi đây là loại cây trồng lợi thế cần khai thác tốt hơn để phát huy giá trị. Hưởng ứng phong trào cải tạo vườn đồi để trồng cây ăn quả cải thiện thu nhập, tại Nho Quan, một số mô hình trồng cây ăn quả đã giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Có hộ trồng sen bưởi da xanh, cam, chanh đào, đem lại thu nhập từ chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cái lợi thế ở Quốc Phương đó là được cái khí hậu mát mẻ, trong lành, và nguồn đất thì cũng rộng, cho nên là cũng thuận lợi để phát triển kinh tế. Thứ hai là trồng một số cây ăn quả như cây bưởi, cam, ổi. Mà bây giờ cũng đang muốn phát triển một số mô hình nữa. Việc trồng cây có hiệu quả kinh tế cao đang từng bước được khẳng định, nhưng việc triển khai thực hiện ở quy mô lớn còn nhiều khó khăn. Do đó, cần có các giải pháp đồng bộ về chuyển đổi,
giao đất cho hộ dân chủ động sản xuất kinh doanh, phân vùng quy hoạch đất sản xuất, chuyển giao kỹ thuật đến nông dân. Đó là những vấn đề cần sớm được giải quyết để phát triển các loại cây ăn quả, giúp người dân yên tâm đầu tư lâu dài. Hiện nay trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang có 800 ha cây ăn quả các loại, chủ yếu ở các xã ven sông Hồng. Trong đó có 137 ha bưởi các loại cơ bản đều đang cho thu hoạch, tập trung ở xã Châu Giang, Chuyên Ngoại, Trác Văn. Đối với diện tích trồng lâu năm cho năng suất chất lượng cao, giá trị thu nhập đạt từ 400 đến 800 triệu đồng một ha, cao gấp 6 lần so với cây lúa. Diện tích cam ổi có gần 60 ha, tập trung chủ yếu ở Trác Văn, Chuyên Ngoại, giá trị đạt từ 250 đến 400 triệu đồng một ha. Riêng xã Trác Văn có hơn 100 mẫu, trong đó diện tích ổi chiếm 30%, bưởi 50%, còn lại là cam và nhãn. Để khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, xã đã trích quỹ khuyến công hỗ trợ bà con đưa cây bưởi diễn về trồng trên đồng đất địa phương và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hiện nay, xã cũng đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền thương hiệu các loại cây ăn quả của địa phương để người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Việc chuyển đổi trồng cây ăn quả đã đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn, gấp hàng chục lần so với trồng lúa, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Thời gian qua, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã chú trọng chăm sóc và bảo vệ trên 1.700 ha rừng, trong đó có hơn 700 ha rừng phòng hộ ven biển. Tại các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Xuân Thủy, hiện có khoảng 47.000 người sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước và nuôi trồng thủy sản. Để bảo vệ rừng, hạn chế tác động xấu của việc khai thác tài nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy đã chỉ đạo chính quyền các xã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy thực hiện một số dự án khuyến khích người dân phát triển các mô hình sinh kế, chia sẻ lợi ích bền vững và thân thiện với môi trường như trồng nấm, nuôi ong lấy mật, nuôi chuồn quế. Những mô hình kinh tế này đã đáp ứng yêu cầu bảo tồn phát triển rừng ngập mặn gắn với đảm bảo sinh kế cho người dân các xã vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Cùng với đó, huyện đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ tổ chức trồng rừng ngập mặn và rừng phi lao chắn sóng để ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Theo mục tiêu của đề án xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn và gia cầm, đến năm 2020, tỉnh Thái Bình có trên 35% sản lượng các sản phẩm chăn nuôi sản xuất theo chuỗi được tiêu thụ thông qua hợp đồng. Để mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cho người chăn nuôi, giúp sản xuất chăn nuôi phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập, việc xây dựng phát triển các chuỗi liên kết được coi là yếu tố quan trọng nhất. Liên kết giữa các hộ chăn nuôi, giữa các hộ chăn nuôi với các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ, chế biến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo chăn nuôi đạt năng suất cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, vệ sinh thực phẩm, giá cả, có truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Thực hiện mục tiêu này, từ nay đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 12 mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi đạt hiệu quả. Cụ thể, thành phố Thái Bình và các huyện Đông Hưng, Kiến Sương, Tiền Hải lựa chọn xây dựng thành công ít nhất một mô hình trên một đơn vị. Các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy và Vũ Thư mỗi huyện lựa chọn xây dựng thành công ít nhất 2 mô hình trên một đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị Bắc Ninh được sự đồng ý của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Bắc Ninh đang tiến hành các bước triển khai dự án xây dựng bức phù điêu nghệ thuật theo dòng lịch sử và văn hiến Bắc Ninh Kinh Bắc. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh, mùng 8 tháng 8 năm 2019. Dự án xây dựng bức phù điêu nghệ thuật theo dòng lịch sử và văn hiến Bắc Ninh Kinh Bắc là công trình hàm chứa những nội dung cốt lõi của chiều sâu văn hóa với một Bắc Ninh ngàn năm văn hiến, giàu truyền thống khoa bảng, đậm bản sắc văn hóa, đồng thời phải mang ngôn ngữ đương đại tiên tiến, đồng thời cũng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Bắc Ninh đối với thế hệ cha ông đi trước. Về ý tưởng nghệ thuật bức phù điêu theo dòng lịch sử được chia làm 3 mảng, mảng chính giữa là bông sen cách điệu, cách giữa là lá đề mang hình tượng của dòng thời Lý, bên cánh trái vương triều nhà Lý với những công lao to lớn, bình chiêm phạt tống. Bên cánh phải lá đề thể hiện cột cờ thành cổ, chứng tích lịch sử cho những năm đầu thế kỷ 20. Toàn khung cảnh bố cục dưới lá đề trung tâm là không gian lễ hội của vùng Bắc Ninh Kinh Bắc. Mới đây, Hội đồng nghệ thuật đã tiến hành nghiệm thu bước 3 với tỷ lệ 1:1 trên chất liệu đất. Bức phù điêu có chiều dài 62 mét, rộng từ 5 đến 7 mét bằng chất liệu đá, nằm giáp đường Ngọc Hân Công Chúa, ngay phía sau đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của trường, vừa qua trường tiểu học Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã vận động nguồn xã hội hóa hơn 600 triệu đồng để xây dựng 10 phòng học và công trình phụ trợ. Điển hình trong số đó là trường tiểu học thị trấn Ân Thi và trường tiểu học Đặng Lễ.
Đây được coi là hai đơn vị đi đầu trong việc thực hiện hiệu quả mô hình trường học mới, lấy học sinh làm trung tâm. Theo đó, giáo viên quan sát các biểu hiện trong các hoạt động của học sinh để nhận xét sự hình thành và phát triển năng lực. Từ đó, động viên khích lệ giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các năng lực riêng, điều chỉnh hoạt động để tiến bộ. Học sinh cũng được học bằng hình thức tổ chức nhóm đội thổ và thành lập hội đồng tự quản của học sinh nhằm nâng cao tính tự giác và phát huy năng lực cá nhân. Bên cạnh việc trang bị các thiết bị học tập hiện đại như bảng kéo, máy chiếu, màn hình TV, các em học sinh còn được học thêm kỹ năng sống kèm vào buổi 2 của tiết học. Nhờ áp dụng hiệu quả và đồng loạt, năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh có thành tích vượt trội đạt 20% với trên 1.400 học sinh được khen thưởng cuối năm. Hội Phụ nữ xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức diễn đàn Hãy lên tiếng và hành động ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em. Tham dự diễn đàn do Hội Phụ nữ xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh vừa phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Khánh Cường tổ chức Hãy lên tiếng và hành động ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em. Đại diện thầy cô, phụ huynh, các học sinh Trường Trung học Cơ sở Khánh Cường đã trao đổi về các vấn đề thế nào là xâm hại tình dục trẻ em, đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là những ai, những dấu hiệu tổn thương về thể chất và tinh thần khi trẻ đã bị xâm hại tình dục là gì, những hậu quả, nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại tình dục. Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khi phát hiện trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại. Thông qua các tình huống giả định, học sinh đã được bổ sung những kiến thức để bảo vệ bản thân mình như cách nhận diện các tình huống nguy cơ, bất thường và cách xử lý, không tiếp xúc với người lạ. Phải biết tìm người giúp đỡ khi gặp nguy hiểm bằng cách nhớ số điện thoại của bố mẹ, những người thân tin cậy hoặc số điện thoại của các đường dây nóng và được hướng dẫn trực tiếp cách xử trí khi gặp nguy hiểm. Tại Trường Trung học Cơ sở An Mỹ, Phòng Tư pháp huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực học đường. Bằng hình thức gần gũi, linh hoạt, nội dung lựa chọn được phổ biến, giáo dục cụ thể, sát thực đối với thanh niên, thiếu niên, học sinh, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã truyền đạt hiệu quả ấn tượng một số quy định về giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó tập trung vào những hành vi mà lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh thường gặp phải, đó là phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe đạp điện, điều khiển xe dàn hàng 3 trở lên, lạng lách, đánh võng. Một số nội dung về phòng chống bạo lực học đường như các hành vi cụ thể, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường, quy định của pháp luật liên quan trong việc xử lý đối với hành vi bạo lực học đường, những giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng, tiến tới ngăn chặn đẩy lùi hành vi bạo lực học đường. Qua đó giúp các em học sinh điều chỉnh hành vi, cách ứng xử với bạn bè, thầy cô, gia đình theo đúng chuẩn mực đạo đức, lối sống của người học sinh. Thực hiện cuộc vận động vì người nghèo, năm 2017 và 10 tháng đầu năm 2018, tỉnh Nam Định đã vận động được số tiền ủng hộ trên 8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, Ban vận động Ngày vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ xây dựng 23 nhà đại đoàn kết và sửa chữa nâng cấp 20 nhà cho các gia đình khó khăn về nhà ở. Hỗ trợ giống vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó được tiếp tục đến trường. Hỗ trợ người nghèo chữa bệnh, thăm hỏi ốm đau và nhiều hoạt động khác với tổng số tiền trên 4 tỷ 200 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh còn gần 75.000 đối tượng khó khăn, trong đó có 1.800 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Ban vận động Ngày vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi các tổ chức cá nhân đơn vị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, ủng hộ quỹ vì người nghèo, góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 1,5%, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức trao hỗ trợ kinh phí mổ tim cho cháu Nguyễn Phương Hiền, con đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Hường. Cháu Nguyễn Phương Hiền là con thứ ba của chị Hường. Gia đình chị thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào người chồng làm lái xe. Trước đây, chị Hường là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Osuka Sanjo Materi Việt Nam. Nhưng từ khi sinh cháu Hiền, do cháu bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe rất yếu nên chị Hường phải nghỉ chăm sóc cho cháu. Sau khi cháu Hiền được gia đình đưa đi chữa trị mổ tim lần một, sức đề kháng của cháu yếu hơn do bị nhiễm trùng, thường xuyên bị viêm đường hô hấp, viêm thận, sỏi mật. Do đó, gia đình buộc phải đưa cháu lên Viện Nhi Trung ương tiếp tục đặt máy trợ tim. Kinh phí điều trị cho cháu đã lên đến hơn 300 triệu đồng. Đây là số tiền gia đình phần lớn phải vay mượn.
Để chia sẻ giúp đỡ gia đình vơi bớt một phần khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã trao tặng cháu Hiền số tiền 18 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Công đoàn Việt Nam. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp và Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Osuka Sanjo Materia Việt Nam cũng có những phần quà dành tặng cho cháu Hiền, động viên gia đình có thêm nguồn lực để chăm sóc và chữa trị cho cháu trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, tổng số lượng điều trị nội trú y học cổ truyền tại tuyến huyện ở tỉnh Thái Bình là trên 12.000 lượt người, tăng so với năm 2017. Trên 90% bệnh nhân đã đỡ và khỏi khi điều trị nội trú hoặc ngoại trú bằng y học cổ truyền. Thời gian qua, chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các bệnh viện ngày càng được nâng cao, mang lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như đột quỵ, thoát vị đĩa đệm, nhóm bệnh lý về thần kinh, cơ xương khớp. Thời gian điều trị nội trú tại tuyến huyện được rút ngắn, trung bình trên 11 ngày trên một bệnh nhân. Mạng lưới khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền tại trạm y tế ngày càng phát triển với 263 trên 286 trạm y tế cơ sở có hoạt động y dược cổ truyền. Sở Y tế Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nâng tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại lên 25% so với tổng khám chữa bệnh chung. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình tăng cường chỉ đạo tuyến, đào tạo lại, hướng dẫn thực hành cho cán bộ tuyến dưới về quy trình chuyên môn kỹ thuật, phác đồ điều trị, công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học cổ truyền. Với sự chỉ đạo sát sao của ngành y tế Bắc Ninh trong việc nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh của y tế cơ sở, các trung tâm y tế tuyến huyện đang đẩy mạnh việc cắt cử các y bác sĩ về trạm y tế khám chữa bệnh để khai thác hiệu quả trang thiết bị được đầu tư, đồng thời giảm tình trạng quá tải bệnh viện cho các bệnh viện tuyến trên. Việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của y tế cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân, bởi đây là tuyến y tế gần dân, sát dân nhất. Nếu y tế cơ sở được đầu tư đồng bộ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên sẽ giúp người bệnh giảm các chi phí không cần thiết khi khám chữa bệnh. Các bệnh viện tuyến trên sẽ giảm được tình trạng quá tải. Việc triển khai có hiệu quả, khám cấp thuốc đối với các bệnh nhân tăng huyết áp tại trạm y tế xã Chi Lăng sẽ là tiền đề để Trung tâm Y tế Quế Võ tiếp tục triển khai đối với các bệnh ngoại trú khác và sẽ triển khai đại trà đối với 21 trạm y tế cơ sở trong toàn huyện. Với sự quan tâm đầu tư đồng bộ, hệ thống y tế cơ sở sẽ góp phần cùng với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trong tỉnh đảm bảo tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Hạn chế thấp nhất việc chuyển viện, chuyển tuyến, ảnh hưởng tới quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời giúp người bệnh có được điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất với chi phí thấp nhất. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện có nhiều cơ sở cắt gương kính hoạt động, đồng nghĩa với việc hàng ngày có một lượng lớn rác thủy tinh được thải ra. Nhiều đống rác thủy tinh án ngữ ngay trên đường giao thông và trong các khu dân cư tiềm ẩn nguy hiểm cho nhiều người dân. Quốc lộ 37 đoạn qua khu dân cư số 1 phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương. Nhiều đống rác thủy tinh không chỉ tràn ra đường giao thông mà còn tràn xuống cả những kênh mương như thế này. Không chỉ nguy hại lâu dài tới môi trường, loại rác thải này rất nguy hiểm đến cuộc sống trước mắt của nhiều người dân. Thủy tinh đi ở dưới đường nó tốt mà nó gây rất nhiều nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở trên đường. Một là nó gây ra cái tai nạn là xe bị hay bị thủng xăm, thứ hai là cho những người đi bộ là buổi tối các bà con đi bộ gây rất nhiều phiền toái. Ngay cả công nhân vệ sinh môi trường cũng khẳng định không thể thu dọn được những đống rác thải thủy tinh này bởi khối lượng quá lớn và nếu vận chuyển thì cũng không thể xử lý. Còn em chỉ thu rác sinh hoạt của dân mang ra thôi, không những cái đấy là mang xuống nhà máy nhà ta không xử lý được. Vì không thể thu gom được nên những đống thủy tinh này luôn tồn tại song hành cùng đời sống và sinh hoạt hàng ngày của nhiều người dân. Ngay trước ống kính máy quay của phóng viên, những cơ sở sản xuất gương kính trên trục đường này vẫn xả rác thủy tinh. Khi được hỏi thì họ có nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình. Cái này có được xử lý kịp thời. Đây là giờ thì mai giờ kia là xe về lại chở đi. Đây cứ hỏi cô đây này, cô biết là lại chở đi ngay. Chỉ đến một hai hôm là lại chở đi chứ có gì đâu mà. Đây có phải là điểm tập kết rác thải đây không ạ? Thì thấy ở cái gốc cây nó không có gì thì em cứ đổ nhờ ấy. Trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện có hàng chục đống rác thải thủy tinh đang tồn tại trong các khu dân cư.
Nếu không được vận chuyển và xử lý, khi thời tiết mưa gió, ngập lụt, những mảnh vụn thủy tinh trôi xuống các kênh mương và hệ thống thoát nước sẽ vô cùng nguy hại đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Thiết nghĩ, để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, từng chủ cơ sở sản xuất gương kính cần ý thức hơn trong việc thu gom và vận chuyển rác thải thủy tinh về đúng nơi quy định để tái chế, đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái.